Diệp Lục Phạm Hà mua ở đâu, sử dụng có tốt hay không, cách kiểm tra hàng chính hãng như thế nào? Trong video ngày hôm nay mình sẽ giải đáp mọi cái thắc mắc cho các bạn về cái sản phẩm Diệp Lục nhá. Đối với cái sản phẩm Diệp Lục thì các bạn biết rồi, đó chính là chủ tịch chính là chị Phạm Hà. Và các bạn biết là chị Phạm Hà thấy là các bạn thấy là đối với cái sản phẩm nó quá là tốt và chị Phạm Hà quá là nổi tiếng rồi đúng không ạ? Các bạn có thể gõ trên Facebook hoặc TikTok, các bạn cứ gõ là Phạm Hà thì nó sẽ ra ngay luôn là giám đốc CEO Phạm Hà đấy, Diệp Lục đấy, collagen đấy. Thì cái sản phẩm Diệp Lục Collagen có quá là nhiều chị em đã biết rồi đúng không ạ? Sử dụng sản phẩm nó thực sự là rất là tốt đấy, vừa giúp cho chị em đẹp da, nội tiết tốt, vừa giúp cho chúng ta là tăng cường sức khỏe, tăng cường đề kháng. Thì các bạn biết là Diệp Lục nó đạt hai giải Nobel rồi mọi người nhá. Đấy, nó là một trong những các loại gọi là rất là tốt cho sức khỏe con người luôn. Đấy, nói đến cái Diệp Lục thì bạn biết rồi, nó chính là cái nói ra thì chính là cái máu của cây xanh đấy, do cây xanh tổng hợp nên mà mới có được cái Diệp Lục đúng không ạ? Đó, nên là nó rất là tốt. Đó, ví dụ bạn nào mà đang bị cái vấn đề thiếu máu ở cơ thể nó suy nhược, các bạn sử dụng cái Diệp Lục này nó giúp cho bạn khỏe lên. Đấy, cơ thể nó khỏe mạnh, da dẻ nó hồng hào, đề kháng rất là tốt. Nó nói chung là rất là nhiều tác dụng từ Diệp Lục. Thì đối với cái sản phẩm Diệp Lục Collagen này thì công dụng ra sao thì ngay bây giờ mình sẽ giải đáp cho mọi người nhá. Nói đến cái Diệp Lục Collagen thì mọi người biết là ngoài cái thành phần Diệp Lục thì nó có thêm thành phần collagen. Đấy, collagen là một trong những cái loại mà protein, dạng protein trong cơ thể mà rất là quan trọng đối với chị em phụ nữ, đối với con người đúng không ạ? Chị em phụ nữ nói riêng và con người nói chung. Bởi vì sao ạ? Nó cứ rất là quan trọng đối với cơ thể chúng ta, da dẻ nó căng bóng hay không, tóc tai nó có được đẹp hay không, nó có khỏe hay không, chắc khỏe hay không. Đấy, xương khớp nó có được dẻo dai hay không, nó phụ thuộc vào cái thành phần collagen rất là lớn đó. Ngoài cái thành phần Diệp Lục nữa là tốt, mát trong, thanh lọc cơ thể. Đấy, giải độc tố rồi là tăng cường đề kháng ra, thì cái collagen nó cũng rất là tốt đối với cơ thể của chị em. Thì kết hợp với hai cái thành phần đấy, ngoài ra thì có thêm thành phần insulavon đó, vitamin C, acid hyaluronic đó, rồi biotin. Những thành phần này nó sẽ hỗ trợ về da, tóc, móng cho chị em rất là nhiều. Vitamin C chất chống oxy hóa này, rồi giúp cho chị em là tăng cường đề kháng này. Đó, rất là nhiều tác dụng từ Diệp Lục đúng không ạ? Và có rất là nhiều bạn hỏi mình là cái sản phẩm Diệp Lục của Phạm Hà này thì đàn ông con trai có dùng được hay không, thì chắc chắn rồi, chúng ta đều có thể sử dụng được cái sản phẩm này nhá mọi người. Thì cái sản phẩm Diệp Lục trên thị trường hiện nay có rất là nhiều giá, nhưng mà các bạn biết là cái giá của sản phẩm chính xác luôn của công ty đó chính là niêm yết 380.000 một hộp Diệp Lục collagen đối với người lớn và 360.000 đối với sản phẩm Diệp Lục Lizin cho bé. Đó, hai cái sản phẩm Diệp Lục này nó thì một hộp thì là 380.000, còn một hộp là 360.000 nha mọi người. Đó là chính xác là giá niêm yết luôn. Thì có nhiều bạn hỏi mình là em xem ở trên này trên kia nó chỉ có hơn 200.000 một tí thôi. Thì các bạn biết là khi mà các bạn mua từ 5 hộp là các bạn sẽ đạt được giá xỉ đúng không ạ? Giá xỉ thì mình cũng cái này thì công ty nó sẽ có chiết khấu bảng giá riêng thôi, còn giá lẻ nó sẽ là 380.000. Cái giá thì các bạn đừng thắc mắc, bởi vì hàng chuẩn thì nó có sẽ ra giá chuẩn như vậy đúng không ạ? Và tiếp theo là mình đã hướng dẫn các bạn phân biệt rất là nhiều rồi. Đấy, cách phân biệt cái sản phẩm Diệp Lục của chị Phạm Hà này nó rất là đơn giản thôi. Các bạn biết là ở đằng dưới là có con tem niêm yết ở bên dưới này. Bên trên là có con tem công ty cũng niêm yết luôn này. Tiếp theo là có lô sản xuất, ngày sử dụng, hạn sử dụng và mã sản phẩm. Nếu mà sản phẩm này nào mà không có đầy đủ tất cả những cái yếu tố này, lô sản xuất này, ngày sản xuất hay là hạn sử dụng hay mã sản phẩm mà không có này, thì bạn nên xem lại xem. Bởi vì khi mà gửi hàng cho khách hàng thì bao giờ mình cũng cho khách hàng kiểm tra cả trong cả ngoài. Đó, các bạn có thể bóc ở bên trên, bên dưới, kiểm tra mã, các thứ. Thì các bạn biết là đối với sản phẩm chuẩn ấy, thì bên trong của sản phẩm các bạn sẽ thấy là một cái mã nó dài như vậy, nó sẽ ở in ở bên trong luôn. Đấy, cái mã này ví dụ như đây là MASB DL002363. Đó, các bạn biết là cái mã nó phải còn rõ, còn nguyên như vậy thì hàng nó mới chuẩn nha mọi người. Đó, thì trong những video trước thì mình cũng đã phân biệt kỹ càng cho các bạn vừa bên trong vừa bên ngoài rất là kỹ rồi. Đó, còn khi mà các bạn sờ vào các bạn sẽ thấy là cái chữ green collagen này nó cũng sẽ nổi lên trên vân tay của chúng ta luôn. Nên là các bạn đừng có lo là mình không biết cách kiểm tra nhá. Cách kiểm tra rất là dễ thôi. Còn mua ở đâu thì bạn nên tìm hiểu một cái địa chỉ nó cụ thể, nó rõ ràng và người bán thì thật là uy tín thì các bạn mới nên sử dụng. Còn cách sử dụng như thế nào ạ? Đối với cái sản phẩm Diệp Lục thì nó sử dụng rất là đơn giản thôi. Các bạn có thể uống vào mình 2 khung giờ, đó là buổi sáng sau khi ngủ dậy, để nó làm sao ạ? Nó vừa giúp cho bạn là hấp thụ tốt, vừa giúp cho chúng ta trung hòa lượng axit đấy. Các bạn nào mà đang bị dạ dày thì uống như vậy rất cực kỳ là tốt nha mọi người.
pha với nước hơi ấm một chút các bạn uống sau khi ngủ dậy với nước hơi ấm, và buổi chiều trước khi ăn, đó là hai cái thời điểm các bạn có thể sử dụng cố định. Tuy nhiên thì các bạn thấy là đối với cái diệp lục này, các bạn có thể thay uống nước cả ngày, các bạn có thể pha vào một cái bình và uống nước cả ngày, như vậy là rất lúc nào mà các bạn uống thì rất là tốt thôi, bởi vì các bạn thấy là nó cũng là một cái loại mà nó là một loại nước thôi, các bạn sử dụng nó vào cho cơ thể mình rất tốt thôi. Các bạn uống cho mình là trước ăn là được đấy, cứ trước ăn 30 phút là các bạn biết là cơ thể chúng ta nên nạp nạp vào trước khi ăn, chứ còn đừng các bạn uống no là uống sau ăn là nó không đúng. Thì các bạn cứ pha cho mình như vậy là ok. Còn đối với các bé thì sao ạ? Các bạn có thể mua cái diệp lục lysine. Thì diệp lục lysine này thì các bạn có thể pha cho mình tùy vào cái độ tuổi của bé mà. Các bạn có thể chia ra, ví dụ ngày một gói chia ra làm 2 lần, hoặc là các bạn có thể cho uống hay là cho vào cháo, các bạn thấy là rất là nhiều tác dụng nhá. Cái tác dụng của diệp lục này thì bạn thấy là những bạn mà đang bị mụn ấy, các bạn mà mụn do nóng trong ấy, các bạn dùng rất là tốt, bởi vì sao? Nó thanh lọc cơ thể, thanh nhiệt cơ thể nhá. Đấy, nó giúp đào thải độc tố ra bên ngoài. À, khi mà chúng ta thấy là bạn nào bị nóng mà gan nó kém là hay cứ khuya muộn á, là bạn bị lên mụn rất là nhiều. Thì các bạn khi mà các bạn bị vấn đề đấy thì các bạn sử dụng diệp lục nó cực kỳ là ok luôn, bởi vì nó sẽ giúp cho bạn là vừa mát trong đấy, rồi là giải độc tố cho gan, giúp cho cơ thể chúng ta nó khỏe mạnh. Đó, rất là nhiều tác dụng đến từ diệp lục nhé. Còn đối với các bé thì các bạn thấy là ăn được, ngủ được, tiêu hóa tốt. Bé nhà mình dùng rất là lâu rồi và tiêu hóa rất là tốt, tăng cường đề kháng ok luôn. Đấy, một ngày là các bé nhà mình là cứ dùng một gói như vậy. Đấy, các bạn chỉ cần lắc nhẹ thôi, với pha với nước ơi ấm một tí các bạn uống, các bạn sẽ thấy rất là ngon. Khi mà các bạn sử dụng diệp lục á thì các bạn thấy là nó thanh, nó mát, và nếu nếu mà bạn nào mà giọng hay bị kém á, các bạn sử dụng diệp lục hàng ngày ăn giọng nó rất là thanh đó. Diệp lục nó quá là nhiều tác dụng, bạn nào mà đang bị nóng trong hay là ăn đủ loại rau rồi mà không thể đáp ứng được cái vấn đề mà tiêu hóa tốt ấy, thì các bạn uống diệp lục cho mình 1 tuần, đảm bảo các bạn là không bao giờ mà các bạn lo bị táo bón hay tiêu hóa nó kém đâu. Còn khi mà các bạn nhiều bạn đang sử dụng mà các bạn bảo là em đi ra ngoài nó phân nó màu xanh vậy có ảnh hưởng gì không, tất nhiên là không rồi, bởi vì đó là hoàn toàn là bình thường, bởi vì diệp lục nó có màu rất là đặc trưng, nó là màu xanh lục, nên là các bạn dùng các bạn sẽ thấy là nó là phân nó màu xanh là chuyện bình thường nhá. Đó, thì còn thắc mắc cho cái sản phẩm diệp lục của chị Phạm Hà đấy, tổng giám đốc Phạm Hà, các bạn có thể liên hệ trực tiếp với mình qua số điện thoại là Nguyễn Loan 0985 328 298, mình sẽ tư vấn cụ thể cho mọi người nhá. Số điện thoại của mình là 0985 328 298. Ok chị ạ. Ok, xin chào tất cả mọi người nhá. Nhớ đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo của mình nhá. Cảm ơn tất cả mọi người.